Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống, chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF chính thức gia hạn hợp đồng. Hợp đồng giữa ông Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, gọi tắt là VFF, chính thức gia hạn thêm một năm. Ngày 10 tháng 11, VFF cho biết, sau một thời gian đàm phán trên tinh thần, cùng hướng tới các mục tiêu chung vì sự phát triển ổn định và bền vững của bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên, có giá trị từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2023. Trong 4 năm kể từ khi đồng hành cùng bóng đá Việt Nam vào năm 2017 cho đến nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra dấu ấn mạnh mẽ với những cột mốc lịch sử, đó là kỳ tích giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, lần đầu tiên lọt vào bán kết ASEAN 2018 và lần đầu tiên giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, những chiến binh sao vàng đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và lọt vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Bản hợp đồng được tiếp tục với sự thống nhất cao về ý chí, về quan điểm và mục tiêu phát triển giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo, được đánh giá sẽ mở ra điều kiện thuận lợi nhằm tiếp nối những định hướng đúng đắn đối với kế hoạch của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo tập trung công tác huấn luyện tại đội tuyển quốc gia Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức trong thành phần ban huấn luyện đội tuyển U23 quốc gia. Theo đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 31 năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đảm nhiệm cương vị quản lý tại đội tuyển U23 Việt Nam và trao lại vị trí huấn luyện viên trưởng cho một huấn luyện viên khác do Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm. Điều này sẽ vừa đảm bảo sự kết nối trong vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đối với đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia, vừa giảm tải khối lượng và áp lực công việc để ông thầy người Hàn Quốc hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách tại đội tuyển quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020. Tại buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển Nhật Bản sáng ngày 10 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo nói, ở vòng đấu này, đội tuyển Nhật Bản đã có 2 trận thắng và 2 trận thua. Họ xếp trên đội tuyển Việt Nam cả về thứ hạng tại giải đấu và xếp hạng FIFA. Vì thế, đây là một đối thủ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, nếu nhìn lại các trận đấu vừa qua, ngoại trừ trận đấu gặp đội tuyển Australia, các trận đấu còn lại chúng ta đều có bàn thắng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để